Thì đường đang xa mà đôi chân nên khỏe ớt. Chọn điều gì ra thấy không? Khỏe khỏe ớt, bà nội mày. Khỏe khỏe ớt. Đất sao buồn thế đó. Em đã lấy chồng rồi, chỉ hạt trong nghe thôi. Em đã lấy chồng rồi, chị hát trong nghe thôi. Cái chỗ mà ông tức rất đúng luôn. Lệ xóa, tại sao nói nó cao? Lệ xóa cho em nó cao nhất được không? Phải không? Còn chỗ này là thương cho đàn con nên tôi mới nói là đẻ bầy con á. Nếu hai người ta nói đôi mà ba người ta nói ba mà trên bốn nói đàn không có mọi người, có nghĩa là nhỏ đẻ quá tốt. Anh coi có một giai điệu nào mà đẹp như cải lương không? Đơn, hát đơn và nhạc cụ đơn mà cộng trở lại thành nguyên dàn nhạc. Hát cải lương thơm tiếng trang tạng bánh ngã muôn trời tăng 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 na na tăng 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 tăng. Không bao giờ đánh đôi đâu. Ta ra là còn khô nữa nha. Ta ra ra ta ra ta ta ta. Nịch đó nó có khó nhiều lắm. Mà chạy chạy sao dính. Em ơi lại một, hai. Em ơi bảy lúc trước yêu nhau. Sự giả tạo lên. Nên trong người con người của mình là có cái sự thật trong đó người ta không biết. Con Lan nó mới vô chùa nó trốn điệp. Rồi nó đi tu gặp điệp nó né không à. Điệp vô nói vậy nè: xin ni cô dừng bước cho tôi hỏi thăm một người con gái. Sau chuyện tình yêu vào chùa tu luôn rồi đi cô chỉ dùm đi. Nó phát hiện thằng này bị đê nó chạy vô. Không thấy. Tại vì sao nó hát vậy nè. Bữa nó nghe nó hát như nè: xin ni cô dừng bước cho tôi hỏi thăm một người con gái. Còn ý như nữa chứ. Theo em hát vậy nè: xin ni cô dừng bước cho tôi hỏi thăm một người con gái. Sau chuyện tình yêu gian dở rồi mang nỗi buồn thương thiền bổn dưới đáy mộ tuổi xuân thầy. Nam Mô A Di Đà Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà. Có chừng nó chê mình vô học. Anh lại trả cho tôi nỗi buồn đau tan nát. Anh muốn đón cả đất, anh muốn đón cả trời. Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi. Sực nhớ bán vé không được. Không ôm rồi. Trái tim một con người. Yeah, yeah, wow. Hoa khê dùng tiêm ngăn lối nhỏ để mai lòng ta sao xuyên bồi hồi. Nói về cuộc đời tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn êm ái và ngọt ngào cắt đứt cuộc tình đầu.
thì bây giờ về.